Cảnh hoàng hôn vào buổi chiều ở vùng biển là một trong những đề tài thơ mộng và lãng mạn nhất trong nhiếp ảnh, trong hội họa, trong thi ca, trong văn chương, trong âm nhạc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một cảnh biển vào buổi chiều ở Hạ Long. Ở vịnh Hạ Long có cái ráng chiều màu vàng, có một cái cánh thuyền buồm rất lớn nằm ngay giữa bức tranh. Và có, dĩ nhiên là sẽ có ánh nắng buổi chiều, sẽ có ánh nắng mặt trời chiếu xuyên ngang qua cái buồm. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lên màn ảnh và chúng ta bắt đầu vẽ cái nền của bức tranh trước cái đã. Đầu tiên là Nguyễn Cường sẽ vẽ cái màu nền. Cái màu nền này nó là màu màu vàng nhạt. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho nó biến đổi một chút, nó biến thành màu tím ở phía dưới. Rồi đó chúng ta cứ vẽ cái màu vàng trước cái đã. Xong rồi chúng ta cho nó biến đổi. Chúng ta vẽ màu tím rồi chúng ta blend nó lại, trộn nó lại. Đó. Quý vị nhìn lên cái palette, tức là cái chỗ lấy màu. Quý vị sẽ thấy là tường bắt đầu đổi sang màu tím. Màu tím xanh như thế này. Đó. Thì chúng ta vẽ thử lên coi làm sao. Thì đã thấy cái màu tím nó hiện ra như thế rồi. Khi mà chúng ta cho được màu tím nó hiện ra như thế thì chúng ta cứ việc vẽ, tiếp tục vẽ, rồi sau đó chúng ta sẽ trộn nó lại. Và khi trộn nó lại đó thì chúng ta không có cho người xem thấy một cái sự chuyển tiếp mà đột ngột, có nghĩa là cái sự chuyển tiếp đó nó phải từ từ chứ nó không có đột ngột được. Đây là cái khoảng chân trời, do đó Nguyễn Cường vẽ đại khái nó vẽ nó khá thẳng. Và chúng ta sẽ quay lại cái màu hồi nãy, chúng ta cho cái màu vàng nó xuống một tí. Xuống một tí là bởi vì cái màu vàng nó sẽ nhiều hơn cái màu tím. Và chúng ta cho nó lân cho nó xuống dưới này một chút. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ thử trộn nó lại xem ra sao. Dĩ nhiên là khi trộn chúng ta dùng cái bút blender. Chúng ta trộn sơ sơ như thế này trước. Và chúng ta trộn cũng đã gần xong. Có nghĩa là chúng ta thấy được là cái màu vàng của cái phía trên nó đã từ từ nó biến xuống cái phía dưới. Và nó từ từ nó biến thành màu tím. Như Nguyễn Đức Cường nói hồi nãy là cái màu vàng nó mạnh hơn, nhiều hơn. Và chúng ta đánh từ trên màu vàng cho đánh xuống một tím. À, tại sao mà chúng ta cứ phải sửa soạn cái nền nó kỹ càng như thế này? Cái lý do là lát nữa đây chúng ta sẽ vẽ một cái con thuyền nằm ở trên cái phòng này. Khi mà chúng ta vẽ trời, mây, nước thì bao giờ cái mặt nước nó cũng mang cái sắc của trời và mây, bởi vì nước nó không có màu, nó chỉ có phản chiếu được cái màu sắc ở phía trên của nó mà thôi. Nếu mà phía trên của nó là bầu trời thì nó phải mang cái màu của bầu trời. Nếu mà phía trên của nó là một căn nhà thì nó mang cái màu của căn nhà. Nó mang cái màu của cái cây, nếu mà phía trên nó là cái bóng cây rọi xuống, tức là nó sẽ chỉ phản chiếu lại được những cái bóng của những vật thể ở phía trên bờ, ở phía trên trời chiếu xuống mà thôi. Chứ nước nó không có màu gì cả. Do đó thì bây giờ chúng ta vẽ cảnh biển. Chúng ta đã cho cái bầu trời của nó là màu vàng và màu tím. Thì cái mặt nước chúng ta cũng phải cho màu vàng và màu tím. Thì chúng ta cho màu vàng trước, xong rồi sau đó chúng ta cho màu tím vào như thế này.
Rồi sau đó chúng ta lại chọn lại, cũng bằng cái bút chọn, bút blending. Quý vị để ý thấy là Nguyễn Đức Cường đã đang để chừa một cái khoảng trắng ở phía giữa, ở ngay cái phía giữa của cái bức tranh. Khoảng trắng đó chẳng qua nó chỉ là cái vùng chân trời mà thôi. Và nữa đây chúng ta sẽ vẽ một cái rặng núi mờ mờ ở phía đó, do đó là cái khoảng trắng này lát nữa nó sẽ bị che đi, chứ nó không có nằm như thế mãi đâu. Và chúng ta có thể vẽ ngay cái rặng núi đó ngay bây giờ cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì cái rặng núi đó nó cũng nằm ở hậu cảnh, tức là nó nằm ở phía sau. Chúng ta vẽ cái hậu cảnh trước và chúng ta mới vẽ cái tiền cảnh sau. Chúng ta thử dùng cái màu này xem nó ra làm sao. Đó, cái rặng núi ở phía xa thì nó cũng tím tím, nó cũng xanh xanh, nó cũng mờ mờ như thế. Chúng ta cứ vẽ đại ra một vài cái cụm nhấp nhô như thế, xem coi là nó có được mắt hay không. Nếu được mắt thì chúng ta để, còn mà không á, chúng ta lại xóa đi hoặc là chúng ta sửa lại. Ở bên này cũng vậy, bên này cũng phải có một cái rặng núi. Núi bên này cho nó to hơn tí đi. Chúng ta vẫn cứ theo nguyên tắc là cái gì mà ở gần thì nó đậm và nó rõ hơn, cái gì mà ở xa thì nó mờ, nó nhạt và nó mờ hơn. Thí dụ như bây giờ chúng ta vẽ một cái rặng kế tiếp của cái núi này thì nó sẽ không có đậm và rõ như cái núi phía trước nữa, nó mờ như thế này. Bên này cũng thế, chúng ta cho cái rặng núi nó lớn ra một tí đi. Đó, rồi sau đó chúng ta cho một cái rặng núi mờ hơn ở phía sau. Hơi mờ quá, đậm thêm một tí nữa. Đó, cái rặng núi mờ hơn, màu tím nhạt hơn ở phía sau. Bên này cũng thế, bên này cũng có một cái rặng núi mờ hơn. Đó, quý vị nhìn thấy sơ sơ là đã thấy có những cái rặng núi mà nó có những cái độ đậm nhạt khác nhau. Cái độ đậm nhạt đó nó làm cho con mắt của người ta tưởng tượng là cái rặng núi đó nó ở phía xa hơn, càng ngày nó càng xa ra những cái rặng núi ở phía giữa. Đó, thế như vậy thì chúng ta đã được cái mà trong cái hội họa người ta gọi là visual effect. Visual effect đây có nghĩa là những cái hiệu ứng về thị giác, nghĩa là mắt của chúng ta nhìn quen những cái màu, những cái hình dáng ở phía xa, nó mờ hơn, nó nhạt hơn. Thì khi mà nhìn bức tranh, chúng ta thấy cái gì mà mờ hơn, nhạt hơn thì tự nhiên cái thị giác nó bảo cái bộ não chúng ta là cái vật đó nó phải ở phía xa. Và chúng ta lợi dụng cái effect đó, chúng ta đưa vào hội họa để mà làm cho người xem người ta có cái cảm giác đó. Rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ đến cái bóng nắng mặt trời. Cái bóng nắng mặt trời ở đây thì việc đầu tiên là chúng ta cho cái mặt trời nó vào khoảng cái chỗ này. Đó, rồi sau đó
nó sẽ có cái màu vàng ở xung quanh, màu vàng tươi hơn nữa khi nó đi ra ngoài, và từ từ nó sẽ vàng nhiều và nó đậm lại. Bây giờ thì nó chưa có ra ngoài mặt trời đâu, nó vẫn mới chỉ là những cái vòng như thế thôi. Vì chúng ta định vị nó ở đó trước cái đã, và vì chúng ta vẽ cái thuyền, cái thuyền xong xuôi rồi, khi đó chúng ta mới vẽ lại cái ông mặt trời sau. Thì cái thuyền buồm những cường nói hồi nãy, thì nó có hai cái buồm rất là lớn đó. Chúng ta sẽ vẽ cái thuyền buồm, có hai cái buồm lớn màu nâu, màu rất là đậm. Tại sao nó đậm? Bởi vì nó bị contrast, nó bị công soleil, tức là tiếng của các ông nhiếp ảnh gia người ta hay nói là công soleil, có nghĩa là bị ánh nắng mặt trời làm cho nó tối đen lại.